Xin chào mọi người, mình là Linh Ca, mình đang tham gia chương trình Ngọt Quá Đi. Và hôm nay thì mình có món bún thịt nướng và nem quân Hà Nội cùng với rau. Đây là bát nước chấm, còn đây là nước sầu. Bây giờ đầu tiên mình khát nước quá, nói từ nãy đến giờ mình xem một đá và cái này để uống. Boing, boing.